Cánh Cam Trips, The Color of Life. Hakodate
Mọi người ơi, mình đã về đến Hakodate rồi, một thành phố rất là đẹp, đang hào hứng lắm đây. Buổi chiều thật là tuyệt vời đây. Đây là khu Hakodate Station, khu trung tâm á mọi người. Trước mặt mọi người là Hakodate Station á. Giờ mình đang tìm đường về khách sạn. Cách này chỉ hơn 500m thôi. Có anh người Nhật tốt bụng đang chỉ đường nè mọi người. Anh chỉ đường rồi anh dẫn đi luôn á mọi người. Mọi người thấy người Nhật họ tốt bụng ghê chưa? Anh chỉ đường rồi dẫn đi luôn. Người ảnh chỉ á, cái tòa nhà cao cao có chữ hotel trước mặt á, xa xa chính là khách sạn của tụi mình á. Giờ tụi mình đi tới đó nè. Taxi ở đây tuy là cũ nhưng mà bên trong rất là sạch sẽ và tiện ích nha mọi người. Mấy bác tài ăn mặc rất chỉnh chu, rất lịch sự. Nói chung là mình thích á. Đây là mặt trước của khách sạn Toyoko Inn mà mình đặt á mọi người. Giá cả cũng rất là hợp lý ha, không có mắc. Đằng trước khách sạn là cái tuyến đường mà mình thấy là hình như là họ tổ chức cái festival. Thấy cảnh sát chặn đường, xe không có vào cái khu vực này. Hình như là cái khu đi bộ và ẩm thực vậy đó. Nghe cô Lệ Tân mình hỏi là cái festival gì vậy thì cô nói là food festival. Mình gửi cho các bạn xem một vài hình ảnh về cái phòng mình thuê tại khách sạn Toyoko Inn. Đó là một cái hệ thống khách sạn ở Nhật đó mọi người. Đây là phòng đơn ha. Thì cũng có điều hòa, tivi, tủ lạnh. Phòng nhỏ gọn. Đây là nhà vệ sinh. Trên tầng 7 thì mình cũng nhìn được một phần của thành phố Hakodate đó mọi người. Thành phố này là thành phố du lịch nổi tiếng của Hokkaido, thành phố biển. Hakodate là một thành phố và là hải cảng nằm ở Oshima, Hokkaido, Nhật Bản. Hakodate là thành phố đầu tiên của Nhật Bản mở cửa cho người nước ngoài từ năm 1854 như là một kết quả của hội nghị tỉnh Kanagawa và từng là hải cảng quan trọng nhất ở miền Bắc Nhật Bản. Ngoài ra, thành phố đã từng là thành phố lớn nhất ở Hokkaido trước khi thành phố Đại Hakodate cháy năm 1934. Từ Hakodate Station thì mình đi ngắm hoàng hôn.
ở cảng biển Hakodate nè mọi người. Ước tính dân số thành phố hiện nay gần 300.000 người trên tổng diện tích là 677 cây số vuông. Thành phố ngày nay là thành phố lớn thứ 3 ở Hokkaido sau Sapporo và Asahikawa. Buổi chiều thì người dân rất là thư giãn, đi câu cá hay mọi người. Và những đôi tình nhân thì đi ngắm biển trong một cái khung cảnh rất là nhẹ nhàng và lãng mạn. Buổi tối mọi người, tối nay thì tụi mình đến một cái quán truyền thống Nhật Bản ở Hakodate. Hồi nãy có một cái chú người Nhật á, nhàn cứ nói với xin lỗi chú từ trong quán á, ra chú nói là quán này ngon lắm, Oshi number one, nên bọn mình vào đang thấy nhiều món ăn đặc biệt là hải sản rất là ngon. Các quán ăn ở Nhật Bản cho dù là quán truyền thống nhưng mà họ vẫn rất là hiện đại nha mọi người. Trong cái phần mà order thức ăn á, mình có cái template như vậy nè, xong rồi mình chọn ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Anh, có tiếng Việt nữa thì tụi mình chọn tiếng Việt, bấm đây đó thì sẽ ra menu và tụi mình order trực tiếp trên này luôn, click vào ha. Chào mừng các bạn đến với thành phố Hakodate.